Vậy ngày mai có luôn nha bạn ơi, mà hiện tại hơi bị đuối nha. Giờ xong giải là phải chạy 50 cây km nữa. Nghỉ ngơi và quay mang quay. Chẳng thấy đây là lỏng mở trên volleyball. 1-0. Dùng một máy à, cho nên các anh em mà donate mình không có nhận được thông tin đâu. Anh em donate rồi thì có thể bình luận để mình lời cảm ơn được rồi. Và phòng thủ không thành công của Lonsito. 1-0. 1-0. Không phải như vậy là theo quyết định của trọng tài thì bóng ra ngoài, tiếp tục điểm cho đội bóng. Cũng khá là thấm mệt rồi anh em, nhưng mà phải ráng nốt giải về nghỉ ngơi nữa. Và là bóng đưa sang lưới của đường 2K. Quái thiệt sự. Không còn lời để diễn tả được á. Quá bị. Quý. Không có tiền tới mình Nguyễn ơi. Bình thường thì có, nhưng mà kênh hiện tại mình đang gặp trục trặc về kiếm tiền, cho nên là không có kiếm tiền nha. Không có xuất hiện quảng cáo. Và như vậy là điểm số tiếp tục được nâng lên 4-2 dành cho đội bóng của Trọng Chim. Rất bất ngờ, Trọng Chim họ vượt qua khe cửa rất hẹp ở trận tứ kết, nhưng bây giờ lại đang băng băng trên con đường để đi đến trận đấu cuối cùng. Không được rồi, mưa đi mà đánh gì vậy, ngày mai dễ bị bệnh đó. Sau đó là tình huống bỏ ngay của trường Trảng Bom, không phải trường 2K. 3-4. Chỉ nhanh nhẹn và tinh quái của thằng Trang áo số 8. Sao mà nói được bạn ơi. Bóng trong sân anh em ơi. Như vậy là thêm một tình huống ghi điểm nữa dành cho Hiếu Hải. 4-0. Một tình huống vào đà không hiểu ý nhau, thêm một điểm nữa cho Hiếu Hải. 5-4. Như vậy là Hiếu Hải đã vượt lên 4 điểm số liên tiếp mà Hiếu Hải tạo ra. Họ bị dẫn 1-4 nhưng bây giờ đã là 5-4. Xét 2 và là xét 2 anh em nhá. Hoài Nhân 5-0 dành cho đội bóng của anh Trọng Chim. Lần quét máy là ta máy mới chín nhờ. 84 hả? Và chắn bóng thành công của Đình Quý. Đình Quý chắn bóng Đình Quý anh em ơi. Phong trà Quý MC 6-5 dành cho anh Trọng Chim. Đang meta 78 nữa, giờ chỉ còn 78 nữa. Một tốt. Quý. Lần này thì Đình Quý thành công. Nhưng mà hàng thủ của đội bóng áo xanh vẫn hoạt động. Và như vậy là Hiếu Hải xin tham gia vào rồi. Luôn. Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra anh em ơi. Thấy được sự tiếc nuối của QMC. Một trận đấu vô cùng khó khăn.
bao nhiêu cái? Hả? Đang này. Và sẽ khiến cho trận đấu của chúng ta thêm phần khó khăn. Đình Quý rất sung. Quá đẹp của Đình Quý. 9 châu. Giải đấu tại cuộc trận chung là do mới cái giải test sport lần này, giải phổ Việt Nam thật sự rất có lực. Chính sau Tú chỉ lấy của Tú Nam Chi 79 nhận ra hiện tại. Bây giờ chỉ còn có điểm số không? Hạt mưa là trở nên vô cùng nặng nề. Quả là sau đó một tung bóng quét mắt. Không lẽ nào Trọng Kim vào chung kết gặp Quốc Dư ạ? Khó chịu. Tủ phát. Trời ơi. Bây giờ là Tú phát anh em ơi. Tới giờ rồi. Tú cần phải làm được nhiều hơn. Hiện tại là Tú rất bình tĩnh anh em ơi. Không có chuyện tâm lý đâu. Quá đơn cổ. Quá đơn cổ. Quá đơn cổ. Quá đơn cổ. OK, trọng tài đã xử lý là bên phía bên này đã có điểm số nha. Vẫn đang chờ anh em ơi, vẫn đang chờ. Anh em bình luận xem ta ba bóng vừa rồi như thế nào anh em ơi, mình không có quan sát kịp. Đúng rồi, đúng rồi. Như vậy là trọng tài đã ra hiệu lệnh là bóng vừa rồi đã chạm tay trước khi ra ngoài. 12-13. Chào 3.500 anh em đang xem live stream trên kênh YouTube Bóng Thiền. Rất mong anh em hãy cho mình một cái like anh em ơi. Đình Quý ở đây chắc có rất nhiều anh em mong muốn Tú MC sẽ đi tiếp đúng không? Vừa rồi bước một của Hồng Nhân Luân tiếp tục cạn lời với bóng vừa rồi của Luân Sido các bạn, nhảy xuống rồi nhảy lên lại y như chim. Gắn lò xo thật sự anh em ơi, gắn lò xo thật sự rồi như chim luôn anh em ơi. Quá khỏe.
ấy. Ôi giời ơi, chuyện gì vậy anh em ơi? Chuyện gì vậy? 15-13 15-13 cho Thiên Đồng Chim. Dạ, đúng rồi, búng như cao cao là có thật. Quỷ lăn xả nhưng mà vẫn không thành công. 14-15. Còn cơ hội nào cho Tú MC không các bạn ơi? Có lẽ có thể là team Tú dắt tay nhau cùng với team của biên phòng Ngọc Thuân ra về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để tiếp tục. Thật sự là banh bóng quá khó hiểu.